shit on. I don't keep up with the Joneses, but I do not have this either. I'm with Candace, Titi, Timbi, and Viola, me, I'm me. Xin chào tất cả mọi người. Ủa sao cô? Các cậu bị làm sao vậy? Đây là lúc mình cần một phong cách mới. Bên em anh chân trời vời. Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay. Can you kiss me? Ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ vụt mất anh nữa đâu. Đó là một kẻ lạ mặt cứ quanh quẩn ở gần đây. Tôi đoán đó là một người đàn ông đeo kính đen, đội nón và uống khăn che mặt trông rất bí ẩn. Nhưng ngài thám tử nè, vì sao ngài lại biết chuyện đó chứ? À, xin lỗi, tôi không phải là thám tử. Thật ra tôi chỉ là một tiểu thuyết gia thôi. Là người có khả năng thẩm âm hoàn hảo. Bác không nhớ sao? Đúng là bác không nhớ thiệt. Thật lòng mà nói, mình hoàn toàn tin tưởng cậu ấy như một người bạn chân thành. Em thấy không ai bên cạnh, nhưng vết thương sâu không lành. Trong ngóng nhưng không hy vọng, giả dối đến nỗi đau lòng. Anh biết em thương ai nhiều, kê thuốc nỗi đau trăm nghìn. Em muốn sao đâu không lành, em muốn anh ngay bên. Nhiều cơn đau đến bên em ngồi, người mà em thương trước kia đâu rồi? Bỏ mặt em đứng không than giữa trời, thật bình yên với nỗi đau. Tới lượt của Akiba. Cô Lan ơi, cháu cứ ở lại trên trực thăng và chờ tin tức của tụi. Cháu làm cái gì vậy? Cháu cũng sẽ xuống đó cùng với mọi người. Chị Ran của cháu phải tận mắt thấy chị ấy an toàn mới được. Không được đâu cô Lan, cháu phải đi vì cháu đã nhìn thấy mặt của tên tội phạm. Tới rồi, đây chính là hành lang tầng 4. Nói vậy là chỉ cần đi thẳng xuống là được rồi, có phức tạp gì đâu. Nếu tôi không nói như vậy thì anh cho tôi đi cùng chắc. Cũng giống cậu bé này thôi. Có chắc là em nhìn thấy mặt tên tội phạm không hả nhóc con? Azusa, sau này cô nhất định sẽ là một nàng dâu tốt. Anh đừng có phép con người phải chỗ đó chứ. Anh rất được lòng của nữ sinh thường xuyên đến quán của chúng ta mà. Trước đây vì mấy câu tán tỉnh của anh mà các cô ấy quanh tạc các cá nhân của tôi nè. Không biết cậu hồi nãy có bị thai nghe thấy không nữa. Nếu có chứ tôi sống không nổi quá. người mưa đừng rơi, chờ mong dáng ai quay về, trốn giấu bao câu thề bên mái tranh dưới hiên nhà cao. Người mưa đừng rơi, chờ mong dáng ai quay về, em bướng đi không về, đông vương sầu phai màu tình anh. Tình đời đâu ai biết đường này, gặp lại nơi đây cố nhân xưa, cành hồng bay theo gió nhẹ nhàng, tràn vào làn tâm gió bay bay, chiều về đưa mây với tình mình. Giờ thừa mùa thu đã sang đông, chẳng còn nhiều hơi ấm nồng nàn, chẳng lòng nhìn em còn sang ngang. Rồi kỷ niệm lần đầu hẹn hò, tấm hình đó. Kỷ niệm lần hẹn đầu tiên của cô, vậy đây là bộ đồ hồi đó sao? Dạ phải, tôi nghĩ nếu như mặc bộ đồ này thì chúng tôi có thể hàn gắn tình cảm lại với nhau như trước đây. Mà thôi, toàn là kỷ niệm cũ, có thể anh ấy cũng đã quên sạch rồi. Anh ấy vốn dĩ đâu phải là kiểu người lãng mạn tinh tế gì đâu. Ba ơi, bà tỉnh lại đi, bà đừng có giỡn nữa mà ba. Bác bầu này nghiêm túc một chút đi mà. Có thêm như vậy không anh? Diễn hay nhất, diễn như cô Lan rồi. Thiệt vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nha, tụi này rất vui đó. Thôi kìa, thôi mà, hai cậu đừng có cạnh khoé nhau nữa. Ý này hay đó. Nhưng mà chị nghĩ làm như vậy sẽ không hay lắm. Coi nè. Cái gì chứ? Có cảnh tình tứ. Có nghĩa là họ phải diễn cảnh này hả? Chị Ran và anh Tamanosuke hả? Đúng là nguy hiểm quá có phải không? Nhưng cũng may là cái tên cuồng suy luận nào ở xó xỉnh nào đó phá án nên không thể nhìn thấy cảnh này được. Tôi đang nhìn. Nhi đô thùy vâng tờ mất trộm. Nghe mấy thằng nhóc xấu xa nghe lời bố nói ra, đừng có soi mói ba, tăng hết ga tụi tao quăng hết ra như là siêu xế da.